Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp đám cưới Như Quỳnh, Ngọc Sơn sau 1 năm quen nhau. Cuối cùng Như Quỳnh đã đồng ý lên xe hòa với Ngọc Sơn về cùng một nhà. Tối nay ngày 16 tháng 3, đám cưới Như Quỳnh, Ngọc Sơn được diễn ra tại một trung tâm tiệc sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện showbiz được quan tâm nhất nhì trong thời điểm cuối năm nay. Bởi trước đó, mối quan hệ của cặp đôi này nhận phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Hồi cuối tháng 3, Như Quỳnh ra Hà Nội để thử váy cưới, cô chọn thương hiệu đồ cưới. Nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyoncé, Paris Hilton, Kristen Cole. Tại đây, Như Quỳnh không chỉ thử form dáng mà còn đưa ra ý tưởng và mong muốn về chiếc váy mà bản thân sẽ diện trong ngày trọng đại. Sau khi trao đổi, thương hiệu xa xỉ này đã đồng ý nhận thiết kế riêng váy cưới cho. Về lý do vẫn tất bật làm nghệ thuật dù sắp lên xe hoa, Như Quỳnh trải lòng. Tôi chọn quay show trên xe bus vì thấy lạ và cũng thích ngắm Sài Gòn về đêm. Ngoài ra, tôi thích cảm giác mình cô đơn ở nơi đông người. Concept trên xe bus hoàn toàn trùng hợp với cảm xúc của các bài hát. Ý tưởng làm chương trình bắt nguồn từ việc lâu quá tôi chưa được gặp khán giả của mình vì 2 năm dịch. Ngoài ra, tôi cũng thèm đi hát. Thời gian qua, tôi cũng có đi hát, nhưng chỉ là xuất hiện rất nhanh chóng, cũng không đọng lại được gì ngay khi thông tin Như Quỳnh, Ngọc Sơn chuẩn bị kết hôn được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông hoàng nhạc Xến Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi, thông tin trên trí thức trẻ. Trước tin đồn này, phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao sinh năm 1970 phủ nhận thông tin trên và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi nghe được những tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Cách đây không lâu, Như Quỳnh đã có dịp đến thăm nhà ca sĩ Ngọc Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai có dịp tâm sự, trò chuyện trong căn nhà của nam ca sĩ dù đã là đồng nghiệp khá lâu. Ngọc Sơn cho biết ngày xưa, trong một lần được một đạo diễn giới thiệu hợp tác với Như Quỳnh, anh đã vô cùng ấn tượng với nữ ca sĩ. Trong quá trình làm việc và kết bạn sau đó, anh từng thương thầm và muốn tán tỉnh Như Quỳnh. Khi ấy Như Quỳnh chỉ mới 10 mấy tuổi. Với riêng Ngọc Sơn, Như Quỳnh luôn toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa trong trái tim người khác. Nữ ca sĩ không chỉ có phẩm chất tốt trong nghề nghiệp mà trong cả cuộc sống đời thường. Mỗi lần đi lưu diễn hải ngoại, anh thường chỉ đi diễn rồi về nghỉ mà không đi đâu khác. Nhưng nếu Như Quỳnh mời đến nhà là lúc nào anh cũng có mặt. Trước đó, Ngọc Sơn cũng từng cho biết với anh tiếng sét với Như Quỳnh còn hơn cả ái tình bình thường. Đến hiện tại, anh vẫn còn giữ sự yêu mến Như Quỳnh, lay động một cách tự nhiên nhất. Nam ca sĩ còn hài hước sửa lời bài hát để thổ lộ tình cảm, lỡ yêu Như Quỳnh biết phải làm sao. Làm sao để em hiểu rằng, tim anh đã lỡ yêu rồi nhưng Như Quỳnh có hiểu Ngọc Sơn. Về phần Như Quỳnh, chị dành tình cảm và sự ngưỡng mộ với đàn anh. Tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé. Lúc đó tôi rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem anh Ngọc Sơn trình diễn. Chỉ ao ước làm sao để có thể một lần tận mắt chứng kiến người thần tượng mà mình từng ái mộ. Thời gian ấy, tôi thậm chí còn ước phải chi mình là con trai thì cũng sẽ bắt chước giống anh Ngọc Sơn, Như Quỳnh bộc bạch. Nữ ca sĩ cũng cho biết chị cảm kích và cảm thấy hạnh phúc khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía Ngọc Sơn trong các hoạt động nghề nghiệp, từng gây sốt với hình ảnh cô gái đội mũ nồi, mặc váy đỏ trong video Người Tình Mùa Đông. Như Quỳnh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chôn chuyên, đổ vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương, song Như Quỳnh chưa bao giờ được mặc váy cưới đúng nghĩa. Dẫu vậy, những ngày tháng êm đềm với Như Quỳnh cũng chẳng tày gang. Năm 2015, trong một talk show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ.
Như Quỳnh tiết lộ thêm, chính cô là người chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Còn Ngọc Sơn, dù đã ngất né U50, ông Hoàng Nhạc Xến vẫn chạy du miệt mài nhưng chưa bao giờ công khai mối tình vắt vai với ai. Dạo gần đây, người ta thấy anh sánh vai với một người con gái trẻ. Đẹp, ngỡ tưởng Ngọc Sơn đã tìm thấy một nửa của mình, song hóa ra không phải, bởi được biết cô gái này chỉ là người bạn, người trợ lý thân thiết của anh. Ngọc Sơn nói vui, trông anh ngầu ngầu thế thôi nhưng thật ra rất nhút nhát nên từ trước đến nay hầu như chỉ toàn yêu thầm mà không dám lại gần cô nào vì sợ bị bắt nạt. Nam ca sĩ cũng từng tuyên bố, tiêu chuẩn mà anh đặt ra đối với người vợ khá cao, đại khái là không cần phải đẹp nhưng phải dịu dàng, thông minh và cá tính. Như Quỳnh có tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh, Như sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại thành phố Huế, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 người con với 2 người em trai. Lý do chính yếu khiến Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh với một tấm lòng rất thương mến trẻ thơ đã tình nguyện cộng tác với một nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em. Do sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 và đã đoạt được giải đặc biệt, đó là số điểm tuyệt đối dành cho thí sinh mà trước đó và đến nay chưa có thí sinh nào đạt được thành tích như vậy tại cuộc thi tiếng hát truyền hình. Bởi vậy Như Quỳnh là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.